thưa quý vị, đình là một công trình kiến trúc cổ truyền ở làng Việt Nam, là nơi thần hoàng là người có công, anh hùng tín ngưỡng, cũng là nơi hội họp của người dân trong cộng đồng. Và ngay sau đây chúng ta được ngắm nhìn vẻ đẹp của những di tích đền quê hương qua tốc múa đêm hội đình chùa. Cảm ơn tiết mục múa đêm hội đình chùa.